Tất cả mọi người nhá, thì Điện Máy An Giang hôm nay tiếp tục lên video giới thiệu cho các bác một con điều hòa cửa sổ. Thì đợt vừa rồi thì em giới thiệu toàn những con khủng khủng thôi, tại vì em bán đi nhiều với các tỉnh miền Trung và miền Trung và miền Nam, thì trong đấy nó đang nóng gắt thì thường thường em ưu tiên những con khỏe để được bán đi, bán đi vào trong. Miền Bắc thì năm nay thời tiết hơi ẩm ương, đến thời điểm này gần tháng 6 rồi, giữa tháng 5 rồi mà vẫn thấy trời vẫn khá là mát mẻ, đúng không ạ? Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác một con điều hòa cửa sổ Corona 7000 mọi người nhé. Con này là 7000 BTU này. Đấy, con này thì dùng cho chắc khoảng 10 mét vuông đổ lại là ok nhé mọi người nhé. Đấy. Thì con này thì nhận điều khiển từ xa này. Con này đến 2014 mọi người nhé. Đấy. Đấy thì rất là êm luôn. Corona nhận điều khiển từ xa, điều khiển điều chỉnh nhiệt độ từ 20 cho đến 30 độ mọi người nhé. Đổi điều chỉnh 3 tốc độ gió. Đấy. Máy thì rất là ok. Đấy. Máy rất là ok nhá. Máy đẹp, chạy êm. Lạnh thì rất là lạnh, nhưng dòng 7000 thì gió yếu hơn một chút. Thì nhiều khách cũng thích hỏi Corona thì hôm nay em lên video. Đây, các bác nào có nhu cầu mấy hôm nay ở trên Zalo và YouTube thì cũng có các bác hỏi về Corona thì các bác có thể xem cái video con này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, ngon lành luôn mọi người nhá. 7000 nhận điều khiển từ xa, đời cũng tương đối cao, 14.